Xin chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xét nghiệm ADN Novagen và tôi là tiến sĩ Đặng Trần Hoàng. Nếu như quý vị các bạn theo dõi các thông tin cập nhật về tình hình COVID-19 trong thời gian vừa qua tại Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy một cái thông tin nó rất là thời sự, đó chính là cái sự gia tăng liên tục của các ca F0 mới trong cộng đồng tăng theo ngày và đặc biệt là tại khu vực Hà Nội. Thì theo cái thông tin cập nhật vào 16 giờ 18 giờ 36 phút chiều ngày hôm nay là mùng 3 tháng 3 năm 2022 thì tại Hà Nội chúng ta đã có thêm 18.661 ca F0 mắc mới và trong đó có trên 8.400 ca F0 trong cộng đồng. Đó là một con số có thể nói là kỷ lục khi mà chúng ta so sánh với các cái đợt dịch trước hiện nay tại Hà Nội. Và đó cũng là một cái chỉ số rất là đáng báo động trong cái tình hình là sự gia tăng các ca F0 trong cộng đồng và trong khi chúng ta vẫn chưa thực sự là có sự tiêm chủng đối với cái nhóm trẻ em từ 5 đến 11 tuổi. Và một trong những vấn đề mà được rất nhiều người quan tâm trong cái thời điểm hiện nay đó chính là việc mà chúng ta trong rất nhiều tình huống chúng ta phải tiến hành các cái xét nghiệm nhanh test COVID tại nhà. Và hiện nay theo cái danh sách của Bộ Y tế phê duyệt thì chúng ta đã có những cái danh sách rất là chi tiết những cái loại kit test nhanh mà chúng ta Bộ Y tế đã được phê duyệt và chúng ta có thể là mua chủ động mua tại các cái hiệu thuốc hoặc là các cửa hàng vật tư y tế và chúng ta tự tiến hành tại nhà. Tuy nhiên thì xoay quanh cái câu chuyện chúng ta tự làm cái test nhanh COVID tại nhà thì cũng có rất nhiều các cái vấn đề liên quan đến cái việc mà cách thức làm cũng như là cái cách chúng ta đọc kết quả của test nhanh COVID khi chúng ta tự làm tại nhà. Thì trong cái video này thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu các cái thông tin liên quan đến cái việc mà chúng ta làm test nhanh COVID tại nhà. Và cái vấn đề đầu tiên khi mà chúng ta đề cập đến cái kit test nhanh COVID-19 thì như quý vị các bạn đang nhìn trên hình thì đây là một cái khái niệm nó không hề mới tại Việt Nam. Thì tuy nhiên thì cũng có rất nhiều người hiện nay chúng ta đang chưa thực sự hiểu về cái mục đích cơ bản của cái xét nghiệm test nhanh này. Thì đầu tiên về cái nguyên lý của test nhanh COVID thì chúng ta cần ghi nhớ một cái thông tin cơ bản. Ở đây đó chính là các cái xét nghiệm sắc ký miễn dịch nhanh nhằm phát hiện ra các cái kháng nguyên là các cái protein thuộc về con virus SARS-CoV-2 trong cái mẫu bệnh phẩm lấy từ cái dịch mũi họng của người nghi nhiễm virus SARS-CoV-2. Và đây chính là một đây cái xét nghiệm test nhanh COVID là một cái xét nghiệm định tính để nhằm phát hiện là có hay không có cái sự xuất hiện của các cái kháng nguyên thuộc về con virus SARS-CoV-2. Và do vậy xét về độ nhạy cũng như là cái độ đặc hiệu của test nhanh COVID thì hiện nay chúng ta sẽ thấy một cái thông tin rất là cụ thể, đó là cái độ chính xác, độ nhạy cũng như là độ đặc hiệu đang của test nhanh COVID đều thấp hơn so với cái kết quả của xét nghiệm real time PCR. Do vậy, theo khuyến cáo của các chuyên gia y tế cũng như là của hầu hết các nhà sản xuất thì trong trường hợp chúng ta làm xét nghiệm test nhanh COVID-19 mà cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 thì chúng ta cần phải làm cái xét nghiệm khẳng định bằng cái test real time PCR. Thì như chúng ta lưu ý là do cái test nhanh COVID chỉ là định tính, do vậy mà nó sẽ không cho chúng ta được cái thông tin cụ thể về cái tải lượng virus của con virus, nghĩa là cái nồng độ của con virus trong cơ thể của bệnh nhân F0. Và muốn có cái thông tin đó thì chúng ta bắt buộc phải có dựa vào cái kết quả của real time PCR. Thì đó là cái thông tin cơ bản mà chúng ta cần lưu ý khi đề cập đến cái xét nghiệm test nhanh COVID-19. Tiếp theo là chúng ta sẽ đề cập đến cái phần quy trình để làm một kit test nhanh. Thì thông thường chúng ta sẽ thấy là đối với một cái bộ kit test nhanh thì nó sẽ có những cái dụng cụ rất cơ bản là một cái que để chúng ta lấy mẫu dịch tị hầu hay còn gọi là dịch mũi họng, chính là cái vị trí mà nó giao thoa giữa khoang mũi cũng như là khoang họng của chúng ta. Và thông thường một cái que nó sẽ là có dạng que dài như thế này và một đầu ở đây nó sẽ có cái tăm bông. Thì tùy theo cái cấu trúc sản xuất của từng nhà cung cấp thì nó có thể là nhỏ hay là dạng tròn to như thế này. Và quy trình thì như quý vị các bạn chúng ta đã được lấy cũng như là đã theo dõi trong các hướng dẫn của Bộ Y tế thì chúng ta lưu ý là khi tự lấy tại nhà thì chúng ta cần phải chuẩn bị hết các cái dụng cụ, chúng ta có thể là rửa tay sạch sẽ và khi lấy ra thì chúng ta lấy lần lượt, đầu tiên chúng ta sẽ lấy cái tăm bông này trước và sau đó là chúng ta sẽ ngửa cổ theo hình 45 độ và chúng ta làm sao chúng ta vừa đưa chúng ta vừa về cái tay này để đưa cái đầu tăm bông này vào tận
cái khoa phần giao nhau giữa mũi và họng của chúng ta. Tất nhiên là cái việc này khi chúng ta nói thì nó rất là dễ, nhưng mà không phải ai chúng ta cũng có thể làm được. Mà ngay cả bản thân cá nhân tôi, khi tôi tự làm cái test nhanh COVID tại nhà thì những cái lần đầu tiên nó cũng rất là khó, bởi vì chúng ta thấy là khi mà chúng ta đưa cái tăm bông này vào sâu trong cái mũi họng chúng ta thì nó sẽ đưa cảm giác là khó chịu và gây ra cái phản ứng hắt xì hơi. Thì đó cũng là cái việc làm cái phản ứng rất là bình thường của cơ thể chúng ta. Thì chúng ta cứ lựa vài lần thì chúng ta cũng có thể là lấy được một cái chính xác. Và khi được đưa vào trong cái chúng ta vừa đưa vào, chúng ta vừa xoay như thế này, từ từ như thế này, thì chúng ta sẽ để ý là khi chúng ta đưa vào sâu trong cái khoảng thời gian mà chúng ta có thể cảm nhận được ấy, thì cho xoay vài vòng thì nó sẽ lấy thấm được cái dịch tị hầu vào trong đầu tăm bông này của chúng ta. Và sau đó là chúng ta sẽ như trên hình là bộ kit nào thì chúng ta sẽ có một cái quy cách như nhau, là nó sẽ có một cái ống dung dịch. Đầu tiên nó sẽ được dán kín lại, thì chúng ta phải mở cái miếng dán ở phía đầu, và sau đó là chúng ta đưa thẳng cái đồ tăm bông mà có thấm dịch tị hầu vào trong cái ống đó. Và chúng ta lưu ý là đưa thẳng như này, và khi đưa vào dưới thì chúng ta sẽ ngoáy đều như này. Chúng ta có thể là vê tay, hoặc chúng ta ngoáy theo cái thao tác ở đây là chúng ta có thể ngoáy từ 5 đến 6 lần đó. Và lưu ý là khi chúng ta thao tác, chúng ta bỏ cái đầu tăm bông này ra, thì chúng ta một tay chúng ta giữ ống và chúng ta đưa cái đầu tăm bông này vào cái phần mà chúng ta có thể bóp tay vào được. Mà khi chúng ta bóp cái ống bên ngoài thì chúng ta hình dung là nó sẽ vắt kiệt cái phần nước ở trong cái đầu tăm bông này. Nó có chứa cái, nếu như là có cái con virus thì nó sẽ chứa cái dịch, cái kháng nguyên của con virus để nhỏ giọt xuống đáy ống, và như vậy nó sẽ đảm bảo được cái tính chính xác ở cái phần đọc kết quả phía sau. Và sau khi chúng ta rút cái ống này ra rồi thì chúng ta sẽ có, thông thường các bộ kit nó sẽ có cái phần là nắp đậy như này, thì chúng ta sẽ đậy vào cái ống. Đó. Và theo khuyến cáo chung của các cái nhà sản xuất kit test nhanh COVID-19 thì chúng ta sẽ nhỏ, sau khi chúng ta lấy cái khay đọc mẫu ra, chúng ta ghi ký hiệu họ tên và ngày tháng vào đây, thì chúng ta sẽ dựng thẳng cái ống dung dịch mẫu và chúng ta nhỏ vào cái khay chấm tròn tròn ở phía dưới là 3 giọt. Đấy. Và cái thời gian sau đó là, bởi vì ở đây là liên quan đến kỹ thuật sắc ký miễn dịch, do vậy mà các cái dung dịch mẫu ở đây nó sẽ phải được kéo dần lên cái cửa sổ đọc mà có ký hiệu là C và T này. Đó. Và cái thời gian đọc kết quả ở đây chúng ta lưu ý là cái thời gian là trong vòng từ 15 đến 30 phút. Thì cái khung đọc ký test nhanh này nó sẽ hiện các cái vạch liên quan. Và nếu như kết quả mà chúng ta đọc sau 30 phút thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là dương tính giả hoặc là âm tính giả, ảnh hưởng đến độ chính xác. Do vậy mà khuyến cáo chung của các nhà sản xuất là chúng ta chỉ nên đọc kết quả trong vòng từ 15 đến 30 phút sau khi chúng ta đã nhỏ cái dung dịch, 3 giọt dung dịch mẫu vào trong cái khay mẫu, khay đọc kết quả. Và trên đây là một cái minh họa điển hình về cái kết quả của một cái kit test nhanh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ quan tâm cái việc mà quy cách trình bày của cái cửa sổ đọc. Ở đây bao giờ cái kit nào nó cũng sẽ có hai cái ký hiệu là C và T. Thì chúng ta lưu ý ở đây là đối với một bộ kit có chất lượng thì ở cái vạch C là vạch control, là vạch đối chứng, thì luôn luôn hiển thị vạch. Đấy. Ở cái màu sắc của vạch ở đây nó có thể tùy theo cái mã hóa màu của từng nhà sản xuất, có thể là màu xanh đỏ hay là đen đậm. Thế tuy nhiên thì cái ý nghĩa của cái vạch đó là không thay đổi. Và do vậy mà cái đầu tiên là nếu như cái kết quả chúng ta thấy là vạch C là có một vạch, còn vạch T là không có gì, thì có nghĩa là cái mẫu bệnh phẩm đó là âm tính và không có cái sự hiện diện của con virus SARS-CoV-2. Thế còn nếu như vạch C mà có một vạch và ở cái vạch T này cũng hiển thị lên một vạch, thì kết luận là cái mẫu bệnh phẩm đó là dương tính với con virus SARS-CoV-2. Đấy. Và đối với kết quả dương tính này thì chúng ta sẽ có hai cái lưu ý sau. Thứ nhất là chúng ta thấy là đối với trường hợp mà dương tính thì theo khuyến cáo chung của nhà sản xuất là nó sẽ có hai cái trạng thái. Một là trạng thái đậm ở vạch T này, và hai là trạng thái mà ở vạch T nó mờ. Thì chúng ta lưu ý rằng là đối với cái test nhanh COVID này là một xét nghiệm định tính. Do vậy về cơ bản thì cứ cái vạch T này nó hiển thị vạch, và các thao tác chúng ta lấy mẫu, các cái quy trình chúng ta thực hiện đúng đầy đủ từng bước, thì cái kết quả của trong khung đọc này, cửa sổ này, nếu như vạch C lên, vạch T có thể là đậm, nhạt, thì kết luận chung của chúng ta vẫn là đánh giá là cái mẫu bệnh phẩm này là dương tính với virus SARS-CoV-2. Và do vậy mà chúng ta, ngay cả khi trường hợp vạch mờ này thì chúng ta cũng cẩn trọng, thì chúng ta sẽ cần khẳng định lại bằng cái real-time PCR để chúng ta xác định được là cái
kết quả dương tính cũng như là có thêm cái thông tin về cái giá trị CT liên quan đến đánh giá tải lượng của virus SARS-CoV-2 trong cái mẫu bệnh phẩm. Và trong trường hợp nếu như mà vạch C lên và chúng ta làm đúng thì chúng ta sẽ có hai cái trạng thái là âm tính hoặc là dương tính như tôi đã trao đổi. Thế còn trong trường hợp tình huống là nếu như chúng ta thấy là sau khi cái thời gian chúng ta nhỏ cái mẫu bệnh phẩm xuống và trong cái thời gian mà đọc kết quả mà vạch C không có gì và trong khi đó vạch T lại lên, hoặc là cả hai vạch C và T trong cái khung đọc này đều không hiển thị vạch, thì có nghĩa là một là cái quá trình chúng ta lấy mẫu bệnh phẩm không đúng, hai là bản thân cái bộ kit test này bị hỏng. Thì do vậy mà chúng ta cần phải lặp lại cái test nhanh đó bằng một cái bộ test mới, và chúng ta cần phải đánh giá xem là bộ kit test đó nó có đảm bảo được đúng chất lượng hay không, và cái việc bảo quản nó có đúng theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất hay không. Và do vậy chúng ta chỉ cần ghi nhớ cơ bản là nếu như cái vạch C nó không lên, thì trong trường hợp mà vạch T lên hoặc là vạch T không có thì cái bộ kết quả này nó hoàn toàn là không hợp lệ và chúng ta cần phải tiến hành lại. Đó, chúng ta lưu ý đối với cái quá trình khi chúng ta đọc cái kết quả của test nhanh như vậy. Thì liên quan đến cái các cái lưu ý thì chúng ta sẽ thấy là đối với cái hiện nay trong cái danh mục của kit test nhanh của Bộ Y tế thì đang có đâu đó khoảng, nếu như tôi nhớ không lầm là khoảng 69 cái bộ loại kit test khác nhau, kit test khác nhau của các nhà sản xuất kể cả trong nước và nước ngoài. Và do vậy mà tôi sẽ để cái link của cái danh sách của các cái bộ kit test đó trong cái phần mô tả, thì quý vị các bạn có thể xem tham khảo để chúng ta thấy là chúng ta sẽ có được cái thông tin cơ bản để chúng ta chọn mua các cái loại kit test bán sẵn trên thị trường. Và hiện nay theo cái theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế thì do cái nhu cầu sử dụng cái kit test nhanh rất là lớn, và do cái số lượng F0 đang gia tăng hàng ngày, và trong rất nhiều tình huống thì chúng ta không thể nhờ sự hỗ trợ của các chuyên viên y tế tại cái cơ sở của chúng ta để tiến hành các cái test nhanh COVID-19 cho mỗi người. Và do vậy mà trong nhiều tình huống thì chúng ta phải tự tiến hành tại nhà. Thì những cái lưu ý trên đây vừa rồi của tôi sẽ giúp cho quý vị các bạn có được những cái lưu ý cũng như là cái thực hiện, cũng như là các cái thông tin khi chúng ta đọc kết quả để của cái test nhanh COVID được chính xác nhất. Và liên quan đến cái việc mà những cái đối tượng mà nên được tiến hành test nhanh COVID-19 tại nhà, thì theo cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì do cái thời gian vừa qua chúng ta có sự gia tăng của các ca F0, cũng như là cái sự cái việc mà cung cấp nguồn cung của các cái bộ kit test nhanh nó vẫn đang chưa đáp ứng đầy đủ. Do vậy mà chúng ta trong tình huống hiện tại thì chúng ta nên ưu tiên cái việc mà test nhanh tại nhà cho các nhóm đối tượng sau. Thứ nhất ở đây là theo cái khuyến cáo của Bộ Y tế là cái nhóm đối tượng là những người mà tiếp xúc gần hoặc là những người có yếu tố dịch tễ và có ít nhất hai trong các cái biểu hiện của cái triệu chứng của bệnh nhân F0 như sau. Thứ nhất là sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau người, mệt mỏi, ớn lạnh, giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, đau, nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, viêm đường hô hấp. Thì khi mà chúng ta có những cái triệu chứng cơ bản như vậy, hoặc là chúng ta đi ra đến vừa đi đến các vùng dịch tễ có yếu tố dịch tễ theo cái quy định rất là rõ của Bộ Y tế mà trong cái văn bản mới ban hành gần đây, thì chúng thấy là người có yếu tố dịch tễ là những cái người mà có mặt trên cùng phương tiện giao thông hoặc là cùng địa điểm sự kiện, nơi làm việc, lớp học với ca bệnh xác định đang trong thời kỳ lây nhiễm, hoặc là những người ở và đến từ những ổ dịch đang hoạt động. Thì đó chính là những cái lưu ý mà chúng ta nên để ý để chúng ta tiến hành các cái test nhanh COVID tại nhà. Bởi vì là theo một cái tâm lý như trong thời gian vừa qua tôi nhận thấy là rất nhiều người là mới có thể là họ không có được những cái biểu hiện rõ ràng như là các triệu chứng điển hình như là sốt, ho, đau họng, nhưng mà bởi vì tâm lý là họ có thể là cảm thấy hơi gợn gợn cái gì đó trong người thì cũng đã tiến hành test nhanh. Và nhiều người là rất cẩn thận là mọi người tiến hành hàng ngày cái việc test nhanh này. Thì về cơ bản thì cái test nhanh nó là một cái xét nghiệm định tính, do vậy mà chúng ta cũng thực sự là cũng không cần thiết chúng ta phải thực hiện hàng ngày.
Và do vậy mà theo cái kinh nghiệm của tôi thì bản thân trong gia đình tôi là cũng đã có những cái người nhà mắc Covid-19. Thì đối với những tình huống mà khi chúng ta có những cái triệu chứng cơ bản của cái việc mà chúng ta đã nhiễm cái con virus SARS-CoV-2, như là chúng ta sốt, chúng ta đau họng, chúng ta rát họng, chúng ta thấy khó thở, chúng ta có thể là mất khứu giác, thì khi đó chúng ta hãy làm nhanh ngay cái test nhanh. Thì khi mà kết quả của test nhanh sau đó mà nó có kết quả dương tính thì để có thể cẩn trọng trong tình huống hiện nay, và nếu như gia đình chúng ta có điều kiện thì chúng ta có thể là làm thêm cái khẳng định, cái xét nghiệm khẳng định bằng real time PCR. Thì khi đó cái kết quả của xét nghiệm real time PCR nó cũng sẽ lấy, người ta cũng sẽ lấy cái mẫu dịch tị hầu của chúng ta. Thế tuy nhiên thì trên đó nó sẽ, ngoài kết quả dương tính thì nó sẽ cho chúng ta cái giá trị CT, ở đây nó sẽ liên quan đến các số vòng lặp để có thể phát hiện được cái con virus SARS-CoV-2, và thông qua đó cái xét nghiệm real time PCR cũng sẽ cho chúng ta biết được một cái giá trị định lượng là liên quan đến cái tải lượng, hay còn gọi là cái mật độ của con virus SARS-CoV-2 trong cái cơ thể người bệnh F0. Và thông qua đó chúng ta cũng có thể đánh giá được xem là người đó đang trong giai đoạn ủ bệnh, hay là đang trong giai đoạn là lây nhiễm, hay là đang trong giai đoạn là có thể là cái mật độ virus nó đang thấp để có thể là trở về trạng thái là âm tính. Thì như vậy là thông qua cái video này thì tôi hy vọng rằng là quý vị các bạn cũng sẽ có được những cái thông tin cơ bản về cái test nhanh COVID-19, và chúng ta chỉ cần ghi nhớ cơ bản rằng là cái test nhanh COVID-19 nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái kết quả định tính là có hay không có các kháng nguyên thuộc về con virus SARS-CoV-2 trong mẫu bệnh phẩm. Và nếu như khi chúng ta tự làm cái test nhanh COVID-19 tại nhà thì có thể là chúng ta có thể là theo hướng dẫn hiện nay thì chúng ta có thể là ghi hình lại cái quá trình mà người nhà chúng ta làm cái test nhanh COVID tại nhà, và sau đó là chúng ta cung cấp cho các cái chuyên viên y tế tại địa phương. Thì khi đó là dựa vào cái thông tin lưu trữ đó thì chúng ta có thể là hiện nay theo quy định của hướng dẫn của các cái cơ quan quản lý y tế thì chúng ta có thể là cung cấp cái đoạn video chúng ta tiến hành các cái test nhanh COVID đó tại nhà để chúng ta đưa ra, mang ra hiệu thuốc, thì chúng ta, người nhà chúng ta có thể là mua các cái thuốc kháng virus như là Monopiravir tại các cái hiệu thuốc để chúng ta điều trị ở trong giai đoạn rất là sớm, ngay khi chúng ta có cái kết quả dương tính bằng test nhanh COVID-19. Thì trong cái giai đoạn hiện nay thì như quý vị các bạn cũng đã theo dõi, thì trong mấy ngày gần đây, nhất là đặc biệt là từ giai đoạn cuối tháng 2 cho đến đầu tháng 3 năm 2022, thì các địa phương, đặc biệt là tại Hà Nội, đang có sự gia tăng rất là nhanh chóng những cái ca F0 trong cộng đồng. Và đặc biệt trong thời điểm hiện nay thì mặc dù chúng ta đã có được những cái tỷ lệ tiêm vaccine 3 mũi cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên và những người già có bệnh lý nền, rồi là có những cái tỷ lệ tiêm 2 mũi cho nhóm đối tượng trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Tuy nhiên, còn lại cái nhóm đối tượng là những người chưa tiêm vaccine, cũng như là nhóm đối tượng trẻ em từ dưới 12 tuổi, là từ 11 tuổi trở xuống, vẫn đang chưa được tiêm vaccine, thì đó cũng vẫn là những cái nguy cơ mà hiện nay có thể là lây lan các cái ca bệnh F0 trong cộng đồng. Và đặc biệt là nữa là trong cái hiện nay thì các cái liên quan đến biến chủng Omicron, thì các nhà khoa học cũng như là các cái chuyên gia y tế vẫn còn cần thêm những cái thông tin để đánh giá thêm, để có thể là có được những cái phác đồ điều trị rất là cụ thể cho các cái ca bệnh F0. Do vậy thì một lời khuyên chung là ngay cả khi quý vị các bạn có được những cái kết quả dương tính đối với test nhanh COVID thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng. Và chúng ta trong hầu hết trong thời gian vừa qua thì qua cái theo dõi thì tôi thấy là hầu hết những ca bệnh F0 thì đều có những cái triệu chứng, hầu hết có thể là không có triệu chứng hoặc là triệu chứng ở thể nhẹ và vừa. Và do vậy mà chúng ta, khi chúng ta chẳng may trở thành bệnh nhân F0 thì chúng ta cần theo dõi cũng như là chuẩn bị sẵn các cái loại thuốc hỗ trợ điều trị triệu chứng như là thuốc hạ sốt, các cái nước điện giải, cũng như là các cái loại vitamin bổ sung, cũng như là chúng ta có thể là có những cái hoạt động là chúng ta xông mũi họng bằng các cái loại dược liệu thảo dược như là chanh, sả, gừng, vân vân. Thì khi đó là những cái biện pháp phối hợp đó cùng với việc mà chúng ta tuân thủ các cái quy trình điều trị của các cái chuyên gia y tế, của các bác sĩ, thì chúng ta cũng có thể là sớm trở lại cái âm tính đối với virus SARS-CoV-2 trong thời gian rất ngắn. Thì xin chúc quý vị và các bạn có những cái sức khỏe để chúng ta cùng nhau vượt qua cái đại dịch này. Và mặc dù là ngay cả tôi cũng như là rất nhiều quý vị các bạn thì chúng ta đã tiêm đầy đủ 3 mũi vaccine. Tuy nhiên thì không vì thế mà chúng ta lơ là, và chúng ta vẫn cần phải tự bảo vệ cho mình cũng như là tự bảo vệ cho gia đình và những người thân xung quanh chúng ta.
đồng nghiệp của chúng ta thông qua cái việc mà chúng ta tuân thủ cái việc mà đeo khẩu trang, chúng ta tuân thủ các biện pháp 5K, đảm bảo giãn cách cũng như là hạn chế tiếp xúc với các cái nguồn lây F0, thì khi đó thì chúng ta cũng sẽ sớm vượt qua được cái đại dịch COVID-19 này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo.